Hà Tĩnh, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa. Người dân Hà Tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào và trong thời kỳ nào cũng hiếu học, ham học và nuôi dưỡng đạo học. Đáp lại niềm tin yêu của xã hội, lớp lớp nhà giáo nối tiếp nhau đã luôn tận tụy, tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, làm nên những kết quả toàn diện, nổi bật trong sự nghiệp trồng người, tô thắm truyền thống đất học Hồng La. Trên suốt tiến trình lịch sử của đất nước, thời kỳ nào Hà Tĩnh cũng có những cá nhân kiệt xuất ghi danh trong bảng vàng khoa cử, đóng góp tài năng, trí tuệ xây dựng đất nước, quê hương. Ngọn lửa hiếu học từ ngàn xưa luôn được các thế hệ thắp sáng, lan tỏa. Sau cách mạng tháng 8, Hà Tĩnh tự hào là tỉnh đầu tiên của cả nước xóa nạn mù chữ vào năm 1949, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi và được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì. Trong khói lửa chiến tranh của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có 78 thầy cô ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ. Thế nhưng các phong trào như bình dân học vụ, diệt giặc rốt, chăm lo đời sống cho giáo viên vẫn sôi nổi khí thế. Ngọn cờ giáo dục Cẩm Bình được lan tỏa trong cả nước và được thế giới ghi nhận. Thời kỳ nhập tỉnh Nghệ Tĩnh rồi tái lập tỉnh Hà Tĩnh, dù cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng phong trào thi đua hai tốt vẫn được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, bám trường, bám lớp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực sự là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. 40 năm qua cũng trải biết bao nhiêu là thăng trầm. Thầy giáo, cô giáo những năm đầu của cái thời kỳ mà được công nhận là ngành nhà giáo Việt Nam thì những năm 80 ấy vô cùng gian khổ. Đời sống rất vất vả, nhưng mà có được cái tinh thần phấn khởi, được Đảng và Nhà nước coi trọng cái nhặt nghề thầy, cho nên các thầy giáo, cô giáo của chúng ta đã hết sức cố gắng. Bản thân chúng tôi thời kỳ ấy cũng hết sức cố gắng để phấn đấu làm sao cho cái ngành giáo dục chúng ta vươn lên. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Sự nghiệp giáo dục đã luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội. Nhiều nghị quyết quan trọng về giáo dục đã được ban hành, giúp Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, vững vàng trên chặng đường mới. Ngay từ năm 1992, Hà Tĩnh đã nằm trong top đầu của cả nước về phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ. Năm 2002, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở. Năm 2013, đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Năm 1997, trở thành điểm sáng toàn quốc về triển khai chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phong trào khuyến học, khuyến tài, phong trào xây dựng xã hội học tập được cụ thể hóa đến tận từng gia đình, dòng họ, địa phương, đơn vị. Phong trào xây dựng cơ sở vật chất trường học được triển khai mạnh mẽ với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội. Để rồi cho đến hôm nay, toàn tỉnh đã có 524 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 82,13%. Tạo dựng diện mạo trường học khang trang hiện đại, cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp, văn minh. Với quan điểm giáo dục là cuộc cách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Thì trong thời gian qua, Thạch Hà đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia để chăm lo cho công tác giáo dục từ huyện cho đến cơ sở, đã bố trí và tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị trường học. Trong 10 năm qua thì Thạch Hà đã bố trí cho nội dung này là trên 1.000 tỷ đồng. Song song với việc đó thì là thực hiện tốt các cái giải pháp để nâng cao cái chất lượng của đội ngũ nhà giáo cũng như đội ngũ quản lý. Bên cạnh đó thì có các chính sách để kịp thời động viên khích lệ đối với là giáo viên để có họ nhằm cho họ có cái tính sáng tạo, đổi mới trong phương pháp dạy và học, hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ. Từ những nỗ lực phấn đấu bền bỉ, đến nay Hà Tĩnh đã có một hệ thống trường học hoàn chỉnh từ mầm non, phổ thông cho đến đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, nghề nghiệp.
Cụ thể, toàn tỉnh có 255 trường mầm non, 221 trường tiểu học, 147 trường trung học cơ sở, 45 trường trung học phổ thông với trên 330.000 học sinh các cấp. Toàn tỉnh có một trường đại học đa ngành với quy mô đào tạo gần 4.000 sinh viên. Có 4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp nghề đã và đang đào tạo nghề cho hơn 35.000 người. Bên cạnh hệ thống giáo dục công lập, đã có thêm các trường tư thục mang đến nhiều lựa chọn mới cho người học. Nhiều trường học đã trở thành mô hình trường điểm, được đón các trường ngoại tỉnh đến tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Đối với cái xây dựng cơ sở vật chất ấy, thì cứ cuối mỗi năm học thì nhà trường tổ chức là kiểm kê, ra soát lại tất cả cái cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, và dựa vào cái nhiệm vụ năm học của từng năm thì nhà trường tiến hành xây dựng cái kế hoạch, tham mưu với chính quyền địa phương về xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. Tất cả mọi cái góc trường, mọi cái khoảng khách của không gian ở trường đều có cái bàn tay chăm sóc của cô và trò. Chính vì thế mà cái cảnh quan môi trường của nhà trường là luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Ở trường Albert Einstein thì nhà trường tập trung vào để tạo ra một cái môi trường giáo dục vừa lành mạnh, vui vẻ, và ở đó là làm sao để cả con đến trường cảm thấy là có được nhiều niềm vui và học tập cũng có nhiều niềm vui. Thì đấy là một cái điều mà nhà trường rất là mong chờ, rất là mong muốn làm để tạo ra một cái môi trường hạnh phúc, môi trường vui vẻ cho cả con, để trong cái quá trình lớn lên của cả con và quá trình học tập của cả con là những cái quá trình đó được vui vẻ, được hạnh phúc. Muốn có trò giỏi thì điều quan trọng trước hết là phải có thầy giỏi. Xác định con người là nhân tố then chốt quyết định đến việc thực hiện mọi nhiệm vụ. Ngành giáo dục Hà Tĩnh đã luôn quan tâm chăm lo xây dựng phát triển đội ngũ. Trải qua các thời kỳ, Hà Tĩnh đã có 5 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, 92 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 5 chiến sĩ thi đua toàn quốc cùng hàng trăm tập thể cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động. Toàn tỉnh hiện có trên 24.000 cán bộ giáo viên. Các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên hầu hết đều có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với nghề, luôn nêu cao tinh thần thi đua lao động sáng tạo. Mỗi thầy cô giáo thực sự là một tấm gương tự học, tự sáng tạo. Mỗi người đều có một quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Với bản thân tôi, hạnh phúc là được sống trọn vẹn với nghề giáo tôi yêu. Ngày hôm nay, bản thân tôi rất hạnh phúc là một trong 6 thầy cô giáo vinh dự được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Chúng tôi cảm thấy đó là một niềm vinh dự, tự hào và là một sự cổ vũ lớn lao đối với quá trình cố gắng, nỗ lực để đạt được cái thành quả như ngày hôm nay. Vừa qua nhận được giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, xúc động và hết sức hạnh phúc. Đấy là niềm động viên to lớn, là món quà hết sức ý nghĩa trước thêm kỷ niệm 40 năm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam. Và đó cũng là nguồn động viên to lớn để bản thân tôi và các nhà giáo trẻ nói chung nỗ lực, cố gắng, phấn đấu, hoàn thiện cả về mặt chuyên môn lẫn công tác đoàn thể để đem hết tất cả sự nhiệt tinh, nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ cống hiến đóng góp cho quá trình đổi mới ngành giáo dục và cho sự nghiệp trong người cao quý. Với sự tận tụy cống hiến của các thế hệ cán bộ giáo viên, sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội, chất lượng giáo dục Hà Tĩnh không ngừng được nâng lên. Ngành đã triển khai nhiều hoạt động đổi mới theo định hướng phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực của người học, như xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, phát triển chương trình nhà trường phổ thông, đổi mới, kiểm tra, đánh giá, tăng cường trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng trường học an toàn, xanh, sạch, đẹp, trường học hạnh phúc. Nhờ vậy, hàng năm tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông trúng tuyển vào các trường đại học luôn đạt cao. Riêng năm 2022, Hà Tĩnh xếp thứ 9 toàn quốc về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Là trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi kỳ thi xét vào các trường đại học cao đẳng. Đặc biệt trong hiện nay thì nhà trường đang tập trung đẩy mạnh phong trào học tập tiếng Anh và các ngoại ngữ khác để học sinh có điều kiện được rèn luyện, trải nghiệm ngoại ngữ thứ hai và từ đó thì thi vào các chứng chỉ thi IELTS
để rồi xét vào các trường đại học theo phương thức xét tuyển của một số trường đại học như hiện nay. Từ nền tảng của giáo dục đại trà, Hà Tĩnh đã tạo được nhiều dấu ấn trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ năm 1991 đến nay, đã có 1.532 em đạt học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa. Có 7 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực gồm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. 25 giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học và trên 200 học sinh đạt huy chương về thể thao, điền kinh cấp quốc gia. Những thành tích nổi bật của thầy và trò trên các đấu trường quốc gia, quốc tế đã viết tiếp trang sử vẻ vang về truyền thống hiếu học của đất và người Hà Tĩnh. Từ nhỏ thì em đã nghĩ được rằng mình phải học. Tức là học tập thì sẽ giúp mình tìm hiểu, hiểu được thêm nhiều điều mới trong cuộc sống, tức mình biết được thêm nhiều vấn đề khác, hoặc thậm chí là học để thay đổi số phận. Là đội ngũ giáo viên, ngoài truyền thụ kiến thức cho các em thì phải quan tâm để tạo cho các em những hứng thú, có ý thức vươn lên, phấn đấu giành kết quả cao trong học tập. Giáo viên phải thực sự là người tạo sự đam mê cho các em học sinh trong quá trình học tập bộ môn của mình, cũng như là quá trình bồi dưỡng các học sinh giỏi quốc gia quốc tế. Việc thứ ba là để có kết quả tốt thì nhà trường thường xuyên quan tâm về sở và tỉnh có những chính sách ưu đãi đối với học sinh và giáo viên trường trung học thông chuyên tỉnh. Nhờ những chính sách này là nó là động lực rất là tốt để giúp cho giáo viên và học sinh phấn đấu trong quá trình tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia quốc tế. Với những thành tích xuất sắc, giáo dục Hà Tĩnh vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu như xã Cẩm Bình đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng về giáo dục. Trường Trung học cơ sở Kỳ Tân, trường tiểu học Cẩm Bình được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Sở Giáo dục và Đào tạo được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất năm 2011 và nhiều năm được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Đó là những thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi từ lớp lớp cán bộ, giáo viên, từ sự chung tay chăm lo sự nghiệp giáo dục của toàn xã hội. Niềm tin lớn đặt ra kỳ vọng lớn. Đây vừa là niềm tự hào nhưng cũng là thách thức để giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục duy trì vị trí top đầu của cả nước về chất lượng. Với nhiệm vụ xuyên suốt là đổi mới căn bản toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học ở tất cả các bậc học, mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để làm tốt cái việc đào tạo nghề và đào tạo nhân lực cho tỉnh nhà cũng như là cho toàn xã hội. Cái thứ hai là tiếp tục nâng cao cái chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và đặc biệt quan tâm đến cái giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử của cha ông đất nước để đào tạo nên những cái lớp người toàn diện. Tiếp tục tham mưu để tăng cường cái cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, các cái điều kiện đi kèm để tiếp tục xây dựng trường học thông minh, trường học hạnh phúc trên cái tinh thần phát huy tốt cái truyền thống hiếu học của quê hương Hà Tĩnh và cái tinh thần 40 năm ngành giáo dục đào tạo Việt Nam, toàn ngành sẽ thống nhất, đoàn kết để làm tốt hơn nữa, xứng đáng Hà Tĩnh là đất học trên quê hương Hồng Lam. Hà Tĩnh đang phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển với mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Trọng trách nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng với yêu cầu xây dựng quê hương đất nước tiếp tục đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo của toàn ngành giáo dục, sự tận tâm, tận tụy của mỗi cán bộ, giáo viên. Tự hào về những thành tích nổi bật, tự hào về truyền thống tốt đẹp được tạo dựng bởi các thế hệ nhà giáo đi trước. Đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên trên quê hương Hà Tĩnh hôm nay nguyện đoàn kết, vượt khó, làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của sự nghiệp chồng người mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó.